to này là sơn sơn nó không chín này, sau thì một lát thì sơn cắt ra ấy. Bây giờ thì thử có chín không nha, chắc chắn là chín luôn bởi vì sơn chín rất là lâu luôn. Cái lớp bột nó bị bóng đá. Ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì là đã là ngày 23 âm lịch rồi mọi người. Ngày 23 âm lịch hàng năm á, là cái ngày Tết ông Công ông Táo đúng không? Lúc sáng thì mẹ Sơn có đi chợ mua một cái chén tre với lại một vài bộ đồ giấy ấy, để mà trưa nay về thì cùng ông Công ông Táo. Bây giờ thì mẹ Sơn đang cúng ở trong bếp á. Thì một lát nữa mẹ Sơn cúng xong thì mình cùng nhau mình đốt đồ cho ông Táo này. Với lại mọi người biết là khi mà gần Tết âm lịch á, thì tất cả mọi người thì sẽ có một cái bữa tiệc tất niên đúng không? Cho nên là hôm qua thì Sơn có đi siêu thị, Sơn mua được một ít cái đùi gà rất là to, mọi người, đùi gà người ta bán siêu thị cực kỳ to luôn nha. Thì Sơn có mua được mấy cái. Hôm nay thì cùng nhau mình làm một clip tất niên nha. Thì cả năm cả tháng làm lùng vất vả rồi á, thì Sơn nghĩ là cái clip tất niên này thì mình sẽ làm hoành tráng một tí nha. Hôm nay thì cùng nhau mình chế biến số cái đùi gà đấy ra, xong đó mình đem đi thử chiên. Sơn mua để cúng đấy mọi người. Nhà Sơn thì cũng không mua nhiều lắm đâu. Nhà Sơn thì cũng như năm nào cũng cúng một bộ như này thôi. Với lại một đĩa bánh ngọt nữa. Bây giờ thì Sơn sẽ đốt cái số quần áo này cho ông Công Táo đi về trời nha. Rồi một lát nữa thì mình sẽ cùng nhau mình làm bữa tất niên đùi gà nha mọi người. Sơn vừa mới xả đồng xong này, cái đùi nào đùi nấy thì rất là to luôn nha. Đùi này thì chắc chắn không phải đùi gà nhà rồi mọi người, cực kỳ to luôn. Sơn thấy người ta bán trên siêu thị á thì giá cũng không phải đắt lắm mọi người. Thì Sơn mua ở đây có 2, 4, 6 cái nha, rất là to luôn. Để mà làm cái món gà đùi gà chiên KFC thì hôm trước có một cái gói bột chiên giòn mình làm dở này mọi người, nhưng mà còn rất là nhiều nha. Từng này thì đủ làm luôn đấy. Bây giờ thì mình cùng nhau mình bắt đầu mình đi pha bột, sau đó mình sẽ bắt đầu đi chiên nha. Cho dầu vào thử chiên cái đầu tiên nha mọi người. Cho dầu vào cho nó nóng. Rồi mình sẽ chiên thử cái đầu tiên nha. Cho từng này dầu ra. Nhà Sơn cho cái đầu tiên vào này mọi người. Sơn thì một tay cầm máy quay, một tay làm thì rất là khó luôn. Nên hôm nay cái đùi gà đầu tiên Sơn chiên này thì đây là màu bắt đầu nó chuyển vàng vàng rồi mọi người. Bây giờ Sơn sẽ chiên nốt 6 cái nha. Một lát nữa Sơn sẽ đi bày ra dĩa rồi mới tiếp cận. Đây này, Sơn cho mọi người xem này. Đây. Chiên cái này á thì cái đùi nó khá là to mọi người ạ. Sau đó Sơn chiên một lát nó kiểu nó không chín á, thì sau Sơn phải dùng kéo Sơn cắt từng lát ra. Sơn cắt từng rãnh ra cho nó chín á. Mọi người xem cái đùi to này này. Nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không? Bột thì phủ một lớp to luôn, lớp dày luôn, còn gà bên trong thì Sơn chiên lâu lắm rồi á, chắc chắn là chín luôn. Bây giờ thì Sơn mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Sơn nha. Ăn cái này thì mình sẽ ăn kèm với tương ớt. Tương ớt này thì chai này cũng gần hết rồi mọi người. Đây, chai này cũng gần hết rồi. Sơn mời tất cả mọi người nha. Bên trong chín nha. Lúc hồi thì Sơn dùng kéo cắt từng lát ra, cắt từng cái rãnh ra cho nó chín nha. Thì thật sự rất là to luôn. To rất là khó chín luôn.
Đây có một miếng thịt to mọi người. Cái miếng thịt này chuẩn cắt là nó rơi ra luôn á. Bây giờ thì tự nhiên trời đổ nắng to mọi người ạ. Mọi người ạ. Mọi người xem cái đùi to này này. Cái đùi to này là sơn sơ nó không chín này. Sau thì một lát thì sơn cắt ra ấy. Bây giờ thì thử có chín không nha. Chắc chắn là chín luôn bởi vì sơn chín rất là lâu luôn. Lớp bột nó bị bong ra mọi người. Thịt bên trong của nó này trắng bóc luôn nha. Xin mời tất cả mọi người nha. Đây là một kinh nghiệm nha mọi người. Mọi người mua đùi gà để chiên thì mua nhỏ nhỏ thôi. Sơn mua to quá. Chiên rất là lâu luôn. Mà chiên thì nó xấu. Trắng phau phau luôn. Sơn chiên hơn sơn cứ sợ là nó không chín á. Ngồi bếp một lát thì nóng rất là nóng luôn, phải cởi hết cả áo ra. Mọi người xem này, chỉ còn cái phần xương này nó hơi đỏ đỏ một tí thôi, nhưng mà không phải là không chín nha. Hôm nay thì một mình tự tổ chức một bữa tất niên luôn mọi người, làm hoành tráng một tí luôn. Mọi người xem video thì thấy hay cho tôi xin một like, một đăng ký kênh nha. Cái phần trên này rất là ngon luôn này. Đây này, Sơn phải cắt từng cái thớ như này cho nó chiên cho nó nhanh chín nha. Chứ mà để nguyên cái thì chiên lâu chín lắm. Đó, Sơn mời tất cả mọi người nha. Clip hôm nay cực kỳ chất lượng luôn. Cái nào cái này á, đều nu luôn. Cái đùi gà mà tưởng như cái đùi bò á mọi người, rất là to luôn nha. Nếu nó mà nhỏ nhỏ một tí á, thì mình chiên thì cái lớp bột ở ngoài thì nó không bị nát như này đâu. Nhưng mà vì nó to quá, rất là khó chín luôn. Sơn trở đi trở lại rất là nhiều lần mà sơn trở không chín ấy. Cho nên là cái lớp bột thì nó bị bong ra hết. Thêm một miếng cuối rồi Sơn xin phép kết thúc video nha.
Hôm nay thì cuối ngày nắng rất là to mọi người ạ. Mình cuối cùng thì cũng hết tương ớt luôn. Bây giờ Sơn mời tất cả mọi người nha. Ok, Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Sơn nha. Bây giờ thì Sơn xin chào tất cả, tạm biệt mọi người.